thưa quý vị, đêm trùng dương hội ngộ là tiệc mừng xuân của Hội Hải quân và Hàng hải miền Đông Hoa Kỳ, được tổ chức vào lúc 7:30 ngày 16 tháng 3 năm 2013 tại nhà hàng Harvest Moon ở Fontrop, Virginia. Phó Đại đốc Đinh Mạnh Hùng có vài lời chúc mừng các chiến hữu hải quân và thân hữu đến tham dự. Kính thưa quý đô đốc, kính thưa quý bậc trưởng thượng. Ông Nguyễn Văn Thành, tường trình sinh hoạt của hội hiện tại và dự tính tổ chức quy mô lễ kỷ niệm Hoàng Sa 40 năm năm tới. Ra đi không hương cây nhi, miền Bắc tuyết rơi mưa, quen vui trong hương phân ly, phong trên ngàn trường sơn. Thưa quý vị, vừa xem qua một vài hình ảnh đêm trùng dương hội ngộ của Hội Hải quân và Hàng hải miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình phóng sự của chúng tôi tới đây chấm dứt.